Thì bây giờ nó đã là tháng 3, gần tháng 3 2020 rồi anh em. Cái bảng này là bảng VIP nhất, chuẩn nhất của Thuận năm nay. Sản phẩm này để cho anh em làm kinh tế mùa này. Anh em nào cần thì liên hệ số điện thoại trên màn hình để Thuận tư vấn cho anh em. Còn mấy anh em nào năm trước lấy tiếng bên Thuận thì năm nay ủng hộ Thuận nữa nha. Cảm ơn anh em rất nhiều. Thêm ý kiến cho em để bên em phát huy nhiều hơn.